bà đi chợ đó à? Hơn một tuần nay ông mới về nhà được một ngày, sao không nghỉ ngơi đi cho khỏe mà mới sáng sớm đã thấy làm việc rồi? Làm việc gì đâu, nhân tiện bà sắp đi chợ tôi tranh thủ đọc lại hồ sơ vụ án. Đọc ở cơ quan chưa đủ sao mà về nhà còn đọc thêm? Thôi đi nghỉ đi cho khỏe. Được rồi, tôi nghỉ đây. Trưa nay ông thích ăn gì? Ăn gì cũng được, bà mà làm bếp thì bảo đảm ngon gấp ngàn lần ở cơ quan. Để con mở cửa cho. Tôi bận công tác, bỏ bê việc nhà. Bà nên để ý con Quỳnh Anh. Trẻ con bây giờ nhiều đứa hư lắm. Tôi sợ con mình không đủ sức chống chọi lại với những phức tạp ngoài xã hội. Anh Xuân, vô đi. Ba có nhà không cháu? Có, ba em có nhà. Vô đi anh. Cứ chú cháu cháu hoài, làm như người ta là con nít không bằng á. Không trẻ con thì lớn với ai? Sao, tôi có đi chợ không? Hả? Có chứ. Có gì khẩn cấp thì hôm nay tôi cũng ăn cơm nhà đã rồi mới tính. Chào đại tá. Chào chị ạ. Chào cậu Xuân. Chắc có việc gì khẩn cấp phải không? Dạ. Tôi đi chợ đây, cậu Xuân ở chơi nha. Dạ. Con vô lấy nước pha trà mời chú Xuân. Dạ. Mình ra ngoài kia nói chuyện cho nó thoáng. Thưa đại tá, quan tướng chủ gì cho biết anh ta được lệnh của cái thầu chở thuốc tây lên Buôn Mê Thuột cho đám tàn quân của chế độ cũ. Anh ta rất lo lắng, xin chỉ thị của đại tá. Cứ để cho quan tướng chủ đi chở đến tận nơi. Mấy thùng thuốc tây không cứu nổi đám tàn quân đang ngắt ngoại đâu. Thôi cho chúng nó, đừng có keo kiệt. Còn việc thứ hai, thưa đại tá, F5 báo về Lưu Văn Minh đột nhiên biến mất từ đêm hôm kia. Các mũi trinh sát khác của ta cũng báo về cho biết tính Mã Nam cũng mất hút sau cái chết của Liên Anh. Hình như bọn chúng án binh bất động. Anh có nghĩ gì về mối liên quan giữa cái chết của Liên Anh với việc ngưng toàn bộ mọi hoạt động của các nhen nhóm phản cách mạng trong thành phố không? Thưa đại tá, chúng ta chưa tìm ra manh mối thủ phạm ám sát Liên Anh. Nhưng tôi nghĩ cái chết của Liên Anh có liên quan trực tiếp tới bọn Liêu Văn Minh. Vì vậy chúng lặn sâu để tránh mạng lưới điều tra. Chúng ta đặt giả thuyết ngược lại xem, có thể Liên Anh còn liên quan đến một đầu mối nào đó ngoài địa phận thành phố. Hoặc giả bọn chúng án binh bất động để chờ một cái gì đó. Mời hoặc là để dồn lực lượng vào một công việc tối quan trọng nào đó. Cảm ơn cháu. Để con nghe cho. Alo. Dạ phải. Dạ chào bác Lê Phương, cháu Quỳnh Anh đây ạ. Dạ có, bác đợi máy nghe. Theo bác sĩ pháp y thì thủ phạm vụ ám sát Liên Anh có thể là một người Âu, cao khoảng 1m8, để râu quai nón. Làm sao biết được những điều này? Theo giải thích của bên pháp y thì miếng da mà nạn nhân cấu được ở mặt thủ phạm là da mặt, vì trong đó có những sợi râu quai nón. Làm sao khẳng định được đó là râu quai nón mà không phải là râu mép, tóc hay lông măng? Theo bác sĩ pháp y thì lông hay tóc của con người khi cắt đôi ra và đặt dưới kính hiển vi, ta sẽ thấy nó có hình bầu dục. Riêng những sợi râu quai nón thì nó lại có hình tam giác. Và khi đã biết chắc nó là râu quai nón thì tất nhiên miếng da đó là da mặt. Còn chiều cao của thủ phạm, anh có nhớ những giọt máu trên nền nhà từ xác nạn nhân ra đến cửa phòng ngủ mà chuyên viên khám nghiệm hiện trường đã lấy mẫu thử và đo đường kính của nó không? Có. Sau khi xét nghiệm thì nó thuộc loại máu O, khác với loại máu A của nạn nhân. Các chuyên viên của ta đã cho rơi những giọt máu loại O từ những chiều cao khác nhau và đo đường kính của nó. Như ta đã biết, khi các giọt nước rơi từ những chiều cao khác nhau thì khi xuống đến nền nhà nó sẽ tạo những vòng tròn với những đường kính khác nhau. Khớp đường kính của cuộc thử nghiệm với đường kính của các giọt máu cảnh sát nạn nhân, và khi đã biết chắc miếng da là da mặt thì các chuyên viên đã tính ra được chiều cao của thủ phạm. Và điều phát hiện mới nhất này chắc chắn có liên quan đến việc cậu lôi tôi đến đây vào buổi sáng Chủ nhật. Gần như vậy, anh cứ vào trong này rồi sẽ rõ.
Anh qua đây. Xuân, cậu pha trà uống. Dạ. Chào đại tá, chào anh Phương, chào anh Xuân. Đại tá xem cái này. Qua đây. Dạ. Sao Liên Anh là tôi, sáng chủ nhật ở trong phòng đợi điện thoại Robert. Nhận được sáng nay lúc xuống ăn sáng, phòng lễ tân đưa lại. Sau khi thiếu tá Hoàng báo cho tôi biết, tôi liền gọi cho anh ngay. Tôi muốn anh trực tiếp nghe cuộc điện đàm. Tôi đã bố trí để tất cả cùng nghe khi có điện. Thiếu tá qua phòng nghe điện thoại. Alo, tôi nghe đây. Ai gọi đó? Robert đây. Hình như tôi chưa được hân hạnh biết ông. Rồi cô sẽ biết. Tôi muốn cô gặp tôi vào chiều mai. Tại sao tôi lại phải gặp ông? Vì sao Liên Anh là tôi. Ông có thể nói rõ hơn được không? Ồ, không tiện nói qua điện thoại. Gặp tôi chỉ có lợi cho cô mà thôi. Chiều mai tôi sẽ gặp ông ở đâu? Bãi Thùy Dương, Vũng Tàu. Tôi sẽ đợi ở đó. Chào cô. Khoan đã. Alo. 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 Không nên bỏ qua vụ này. Ngày mai cậu đi Vũng Tàu bảo vệ cho thiếu tá Hoàng. Tôi sẽ cho một tổ trinh sát đi ngay tối nay, và các đồng chí ấy sẽ biết cách liên lạc với cậu. Bao giờ thì Hoàng thí chủ đi mua mới thuộc? Thưa đại tá, sáng sớm ngày mai. Trời ơi, mấy ông là ai? Sao lại chặn đường tôi? Anh đi đâu? Tôi vào bản cơ nông. Có thuốc 3 số 5, xin điếu. Chỉ có thuốc 3 số 7 thôi, hút không? Thuốc ở đâu sản xuất vậy? Quân tiếp vụ. Đáp đúng mật khẩu, có cho vô không? Biểu anh ta xuống xe. Vô gặp chỉ huy. Người anh em, có phải anh là anh chủ lần trước đã chở hàng cho chúng tôi không? Dạ phải. Mày lui ra, kêu tụi nó kiếm cái gì để tiếp đãi người anh em của chúng ta. Dạ, nghe rõ. Đại tá, cho tôi ra ngoài đưa hàng vào. Khỏi cần, nhiệm vụ của anh đến đây là xong. Việc còn lại, bọn nó sẽ lo liệu lấy. Dạ. Anh có vẻ thích nó. Tôi tưởng chỉ có chúng tôi ở chỗ heo hút này mới thèm khát. Không phải, tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Vì thấy trong đội quân của đại tá lại có cả đàn bà con gái. Nó không phải là lính của tôi. Nó là Khờ Liên, con gái lão già làng ở buôn này. Cha nó đã chịu theo chúng tôi, còn nó thì cứng đầu lắm. Hình như nó còn căm thù chúng tôi nữa đó. Bao giờ thì anh về dưới? Tôi định về ngay chiều nay. Không được, anh phải ở đây vài hôm. Chúng tôi cần anh và chiếc xe. Tôi không có quyền ở lại, vì xe không phải của tôi.
Anh yên tâm, chủ anh là kế thầu và ngay cả đại ca của y là Tính Mã Nam, trước kia đều là lính của tôi. Khi về đến Sài Gòn, anh chỉ cần nói đại tá Long Đen giữ anh lại là xong. Nếu ở lại, tôi xin được ngủ ngoài xe. Xe của anh giờ phút này đã được chúng tôi giấu một nơi thật kín đáo, chờ đến khi dùng nó, anh có thể rút vô căn cứ cùng chúng tôi. Hay nếu anh thích thì có thể ngủ lại nhà lão già làng. Anh có vẻ thích con Cờ Liên, cứ thử xem, bọn tôi chưa đứa nào đụng được đến nó. Mời anh uống nước trà của người dân tộc. Cảm ơn cô Khởi Liên. Anh biết tên em à? Sao khuya rồi mà cô chưa đi ngủ? Người lạ trong nhà chưa ngủ thì em còn thức. À vậy hả? Anh lại chở hàng gì cho tụi nó vậy? Sao cô lại gọi là tụi nó? Họ là những chiến sĩ chiến đấu vì thế giới tự do mà. Chiến sĩ gì? Tụi nó chỉ là một bọn ăn cướp. Cô nói vậy không sợ họ giết cô à? Tụi nó chỉ giết em khi nào ông già em chết đi. Tại sao cô lại nói những điều này với tôi? Cô không sợ tôi nói lại với lão đại tá à? Em biết anh không phải là người như vậy. Sao cô biết được? Ông già em nói, với lại em cũng thấy nữa. Những lần trước tụi nó ngủ lại nhà em, tụi nó chọc ghẹo em đủ thứ. Chỉ vì vậy mà cô căm thù họ à? Ai nói với anh là em căm thù tụi nó? Lão đại tá Long Đen. Ha ha.
tụi em với. Đại ta, cứu tôi với. Mày thả con gái tao ra, tao sẽ thả thằng này. Ông cứ việc cắt cổ nó đi. Ông vừa cắt cổ nó xong là chúng tôi hạ ông ngay và làm thịt luôn con gái của ông, vẫn có lợi như thường. Đại ta, đại ta, đừng làm vậy, cố gắng cứu tôi. Yên chí đi, ông ta không dám giết thiếu tá đâu. Bây giờ mày muốn gì? Muốn điều đình với ông? Nói là điều đình, nhưng thật sự tên đại tá ra điều kiện bắt ông già em phải vận động dân buôn làng không chống lại tụi nó, để tụi nó lập căn cứ bí mật ngay trong buôn. Ngược lại, tụi nó hứa với ông già em là sẽ không đụng tới em. Và họ đã giữ lời hứa. Cho đến hôm nay thì chưa thấy gì, nghiêm sợ lắm. Cô có thường đi xuống thị xã Buôn Mê Thuột không? Tuần nào em cũng đi chợ dưới đó. Sao cô không báo cho công an biết? Em sợ lắm. Với lại em cũng không mấy tin công an. Tụi nó có nhiều súng đạn lắm. Nhiều làm sao bằng công an được? Anh không biết, chứ tụi nó được tiếp tế súng đạn nhiều lắm. Ai tiếp tế? Em không biết ai, chỉ biết máy bay thả dù xuống. Cô nói gì? Thả dù hả? Thả dù ở đâu? Mấy lần rồi? Cô nghe ai kể lại hay tận mắt thấy? Em thấy tận mắt cách đây một tuần trăng, ở tuốt trong rừng già. Hôm ấy em đang ngủ, bỗng giật mình dậy thì nghe có tiếng máy bay xa xa. Em lần vô rừng già thì thấy từ trên trời rơi xuống có những cái dù to lắm. Mỗi dù có một cái thùng lớn. Có một thùng rớt trúng vách núi, bể tan. Từ trong thùng rơi ra rất nhiều súng. Cha con cô có muốn thoát khỏi tay tụi nó không? Suốt mấy năm nay, em luôn luôn nghĩ đến điều đó, nhưng không ai giúp em cả. Anh giúp em được không? Tôi thì không giúp được gì hết, nhưng tôi sẽ chỉ cách cho cô, nếu cô nghe tôi. Anh cứ nói đi, em sẽ làm theo lời anh. Được rồi, chúng ta đi dạo một vòng, tôi sẽ nói cho cô nghe. Hôm nay biển đẹp lắm, sao cô không tắm? Tôi chỉ tắm biển vào buổi sáng. Xin lỗi cô, hôm nay là ngày mấy nhỉ? Mùng 10 tháng 10. Hình như đó là ngày sinh của cô. Không, đó là ngày tôi xa má tôi. Chào cô Trương Hành Yên, cô mạnh khỏe chứ? Rất khỏe thưa ông, ông hẹn tôi ra đây chắc có việc quan trọng. Trước hết, tôi muốn biết Liên Anh là người thế nào? Ông là đặc phái viên cao cấp của trung tâm, chắc ông rành hơn tôi. Nhưng nếu ông muốn kiểm tra sự hiểu biết của tôi thì Liên Anh là nữ điệp viên xuất sắc của trung tâm, khoác một cái vỏ bọc là điệp viên nhị trùng của Đài Bắc và CIA. Cô có biết cách đây một tháng, cô Liên Anh đã bị công an bắt cùng với một số ca sĩ khác trong đêm các cô hát nhạc vàng tại một đám cưới không? Cô ấy chỉ bị giữ có một ngày và sau đó lại tiếp tục được hát. Tôi cho rằng Liên Anh đã bị mua chuộc hoặc tình nguyện cộng tác với cơ quan công an của Việt Cộng. Ông dựa vào chứng cứ nào để kết luận như vậy? Liên Anh đã gọi điện thoại nhiều lần cho một sĩ quan an ninh sở công an thành phố. Vì vậy mà ông đã... Phải. Tôi cử Liên Anh vì muốn bảo toàn sự bí mật trọn vẹn cho cô. Nếu không hành động kịp thì Liên Anh đã bán cô cho công an rồi. Cảm ơn ông. Thật tôi không ngờ. Còn một điều cô không ngờ nữa, nhưng tôi vẫn phải truyền đạt. Chỉ huy trung tâm ra lệnh cho cô phải rời Việt Nam trong tuần này. Nhiệm vụ của cô đến đây là hết. Tôi sẽ thay cô tiếp tục phần còn lại. Ông nói đùa hay định dọa tôi? Không, đây là mệnh lệnh, yêu cầu cả hai chấp hành. Tôi không bao giờ chấp hành một mệnh lệnh bằng miệng, nhất lại làm việc tối hệ trọng như vậy. Trung tâm cũng đã lường trước được việc Trương Hà Niên là một người hết sức thận trọng, nên đây là mệnh lệnh bằng văn bản. Lệnh này được mã hóa theo khóa G3T4. Quy ước mật mã thì cô đã biết trước khi rời trung tâm. Thank you.
Quá 55 phút rồi mà chẳng thấy ma nào đến. Biết vậy mình rủ Diễm và Kim Chi tới đây cho vui. Mày muốn chết hả? Hôm nay là cuộc họp tối quan trọng của tổ chức. Anh và Kim Chi dạo này sao rồi? Vẫn vậy. Đúng là con nhà lành có khác, khó đụng vô cô ấy lắm. Còn mày? Chắc em sẽ cưới Diễm. Nhưng mà này, hình như hai không thích bọn mình đi sâu quá về hai cổ. Ý ảnh là sợ mình mắc bẫy bọn công an. Ảnh thì nhìn đâu cũng thấy toàn là công an. Tình hình thế nào? Vẫn yên tĩnh. Anh Xuân, tại sao lực lượng đã chuẩn bị rồi mà vẫn không thấy xuất phát? Vì đại tá không tin là sẽ có một cuộc họp thật sự. Nhưng nội dung bức thư mà anh Dũng đưa cho đại tá đã ghi rõ. Theo đại tá thì đó có thể là kế hoạch giữ mồi của Liêu Văn Minh. Bọn nó muốn ướm thử coi chúng ta có biết gì về những hoạt động ngấm ngầm lật đổ chính quyền của bọn nó không. Hoặc nếu có biết, chúng ta đã biết ở mức độ nào. Và cũng có thể qua kế hoạch đó, chúng còn muốn tìm ra manh mối, những nhân viên phản gián mà chúng ta đã cài vào trong tổ chức của chúng. Em lo cho anh Dũng quá. Vậy F5, Diễm đừng lo. Cậu ta có một vỏ bọc hết sức kín đáo. Dũng cho biết, trước khi giao cho Liêu Văn Minh, cậu ta đã trải qua những thử thách khá khắc nghiệt của tính ma nạn. Em vẫn lo lo. Yên tâm đi. À, mà ám hiệu giữa Diễm và F5 như thế nào? Nếu cuộc họp bắt đầu thì anh Dũng sẽ đi vô trong khách sạn để án ngữ ở cầu thang. Còn nếu không có gì thì anh sẽ ra mua một gói thuốc lá. Năm, mình ngồi đây đợi tới bao giờ? Mình đợi tới khi... Ê, uống bia hoài cũng chán. Tụi mình đổi rượu mạnh đi. À, mày thấy sao? Đồng ý rồi. Đồng ý. Mình đi đi. Cho một gói 3 số 5. Thưa tiên sinh, mọi việc tôi đã chuẩn bị chu đáo. Từ đây, ngựa sẽ chở về một nơi kín đáo để chờ xe của các ông đưa về Sài Gòn. Chuyến này chúng ta sẽ cho bọn Việt Cộng biết tay. Trong đợt tiếp tế vừa rồi, trung tâm có gửi riêng cho tiên sinh bọc này. Tôi cất rất kỹ vì đoán đây là thuốc phiện. Trung tâm thật chu đáo, ngay cả lính cái nhỏ cũng không quên. Số vũ khí chúng ta giấu được, khi Việt Cộng tràn vào là bị chúng phát hiện và thu hồi gần hết. Một số tổ chức chống cộng bị bể, một số khác bị bắt. Chúng sẽ xây trong chiến thắng mà không biết rằng lăn có những ê tô khổng lồ siết chân vào lòng chúng. Chúng không thể ngờ rằng chúng ta vẫn có vũ khí mà lại là vũ khí tối tân nữa. Chúng ta không lên thương lọc mà. Trung tâm tình báo quốc tế đã phái nhiều đặc phái viên ở nhiều hướng khác nhau xâm nhập vào để kiểm tra động viên chúng ta. Rằng này chức tổng trưởng quốc phòng chắc chắn sẽ làm trong tay ông. Tôi cũng mong ngày ấy tới nhanh. Tôi sẽ làm cỏ tất cả bọn cộng sản và những đứa nào đã theo đuôi chúng. Tốt, tốt. Khi nào thì chiến vũ khí đầu tiên sẽ lượt lưa về Sài Gòn? Có lẽ phải đến tuần sau. Chúng tôi đang lo giấy phép chở cà phê. Dưới cà phê là vũ khí. Phải hết sức cẩn thận, đừng coi thường bọn công an cộng sản. Nhớ cử một người đi theo. Trường hợp mà bọn Việt Cộng phát hiện
phải khử ngay tên Hoàng Tiên Chủ trước khi hắn khai báo nguồn gốc số vũ khí lại. Còn cuộc họp thống nhất các lực lượng, thời gian và địa điểm chúng tôi sẽ thông báo sau. Nhóm của ông ai sẽ về giữ? Tôi hoặc người phó của tôi. Tôi chưa biết mặt người phó chỉ huy của ông. Thiếu tá Lương Xuân Đồng hiện đang ở Sài Gòn. Đây là hình của ông ấy. Tôi tưởng Việt Cộng đã đập bỏ những cái này từ lâu rồi chứ. Anh vẫn nghĩ rất xấu về chế độ mới. Theo em họ còn nhiều khó khăn, nhưng trong những khó khăn đó người ta nhìn thấy bước đi lên. Anh uống cà phê nha. Tôi ngán cà phê lắm rồi. Chú có rượu gì ngon không? Dạ có chứ. Nga. Dạ. Mới sáng sớm mà anh đã uống rượu à? Ở trong rừng tụi này uống rượu tối ngày, chỉ phải cái tội là uống toàn rượu cần của người thượng. Dạ thưa ba kêu con. Con vô lấy cha Camus ra mời bác Đồng. Dạ. Anh vẫn nhất định hoạt động lật đổ chính quyền cộng sản. Theo em chỉ vô ích thôi. Anh sẽ làm được những gì với đạo quân tàn tạ ốm đói của anh? Nhưng không lẽ cứ để bọn cộng sản làm mưa làm gió trên đất Sài Gòn này sao? Với lại đã lỡ rút vô rừng rồi, chỉ còn cách chống lại chúng đến cùng. Anh nghĩ như vậy là sai. Việt Cộng biết rõ anh là thiếu tá quân đội cũ, phụ tá đô trưởng Sài Gòn Chợ Lớn, và chắc chắn họ cũng đã biết anh rút vô rừng để chống đối lại chính quyền. Vậy mà chị và các cháu vẫn sống yên ổn, có ai làm gì đâu. Tôi muốn về thăm bà và mấy đứa mà không bị công an Việt Cộng tóm cổ. Chú có cách nào giúp tôi được không? Anh yên tâm, tối nay em sẽ đưa anh về nhà, và có thể anh sẽ hiểu thêm nhiều về xã hội mới này. Alo. Tôi nghe đây. Chào cậu. Về nào vậy? Vậy à? Tôi sẽ đến ngay. Nửa đêm cậu dựng tôi dậy, chắc sắp cưới vợ phải không thiếu tá? Còn hơn vậy nữa, người tôi theo đuổi sắp nguy to. Mời đại tá nghe cuộc đối thoại giữa Robert và phái viên. Chỉ huy trung tâm ra lệnh cho cô phải rời Việt Nam trong tuần này. Nhiệm vụ của cô đến đây là hết. Tôi sẽ thay cô tiếp tục phần còn lại. Ông nói đùa hay định dọa tôi? Không, đây là mệnh lệnh, yêu cầu cả hai chấp hành. Sau khi gặp Robert, Kim Hoàng về ngay khách sạn Hòa Bình, nhờ cả 24 chuyển lại cùng băng này cho tôi. Và cứ thế tôi phóng như bay từ Vũng Tàu về đây. Chúng ta đầu tư trí tuệ cho kế hoạch sao đổi ngôi, sắp đến ngày thắng lợi. Bọn chốc tan thành mây khói. Bọn chúng nó đúng là những tên cáo già trong ngành tình báo. Có thể đây là một việc làm bình thường, một việc làm phòng ngừa sau cái chết của ca sĩ Liên Anh. Tôi đồng ý với nhận định của cậu. Vì nếu chúng phát hiện thiếu tá Kim Hoàng trong vai phái viên, thì tên đặc phái viên cao cấp đã không hẹn gặp Trương Hàn Yên. Vấn đề khó nhất là bây giờ phải đối phó như thế nào trước việc này. Thưa chú, có mật điện từ công an Buôn Mê Thuột. Nội dung một cô gái thượng yêu cầu báo cho ông Trần Hiền, công an thành phố Hồ Chí Minh biết có khách từ trên trời xuống, anh ta bị kẹt, cần các ông lên đón giùm gấp. Gọi đại quý Đỗ Xuân đến gặp tôi và báo cho phòng BH19 chuẩn bị xe cho tôi đi. Dạ rõ. Việc tên đặc phái viên cao cấp tôi giao cho cậu. Phải tìm cách chặn ngay tên này trước khi hắn liên hệ với Lưu Bằng Minh. Cậu chuyển ngay cho thiếu tá Kim Hoàng biết trong những ngày này thiếu tá Hoàng không được liên lạc với ban chuyên án. Có gì cần trao đổi cứ qua X3.
nhắn qua công an Buôn Ma Thuột chắc chắn là Hoàng Tiến Chủ. Theo anh, khách từ trên trời xuống là cái gì? Thưa đại tá, có thể anh chủ chạm trán với bọn lính dù của chế độ cũ. Tôi không nghĩ như vậy. Phải có một chuyện gì đó hết sức hệ trọng, Hoàng Tiến Chủ mới dùng tới một cô gái để nhờ liên lạc với chúng ta. Trường hợp Hoàng Tiến Chủ cũng ngộ với đại tá. Trong quá trình thụ lý các vụ án, nếu chúng ta sáng suốt một chút, với lòng bao dung khoan hồng một chút, chúng ta sẽ được cả về mặt con người lẫn kết quả công việc. Như Hoàng Tiến Chủ đẩy khẽ một cái, anh ta rơi ngay vào tay tính mã nạp. Kéo nhẹ một cái, anh ấy trở thành người của ta. Tôi coi việc giác ngộ và đưa Hoàng Tiến Chủ vào làm đặc tình cho chúng ta là một thắng lợi to lớn gấp chục lần so với việc bắt giam anh ta. Làm công an không khó, nhưng làm một người công an chân chính thì thật là khó. Phải bằng mọi giá bảo vệ cho được Hoàng Tiến Chủ. Thưa đại tá, cùng một lúc tôi đã cho đến điện mật khẩn cấp lên công an thị xã Buôn Ma Thuột và công an tỉnh Đắk Lắk để các đồng chí ấy sẵn sàng đón chúng ta vào bàn công việc ngay. Tốt, thời gian gấp rút quá, chúng ta phải nhanh lên mới kịp. Các đồng chí chúng tôi xuống ngay đây để chờ suốt cả đêm qua, chắc có việc gì xảy ra trên địa bàn do chúng tôi quản lý. Qua phân tích bức điện mà các anh đánh xuống cộng với những tin tức thu thập được tại thành phố Hồ Chí Minh thì tại bản Cờ Nông thuộc địa bàn các đồng chí sắp xảy ra một việc gì hệ trọng lắm, có liên quan tới các nhóm phản cách mạng đang ngấm ngầm hoạt động tại thành phố chúng tôi. Theo nguồn tin của quần chúng, gần đây ở khu vực lân cận bản Cờ Nông thỉnh thoảng có nghe tiếng máy bay lạ. Vào lúc nửa đêm, chúng tôi đã trực tiếp hỏi cô Cờ Liên. Cờ Liên là cô gái đến đây nhờ đánh điện cho đại tá đó. Cô Cờ Liên xác nhận nguồn tin đó là chính xác và còn cho biết thêm, chính cô ta đã tận mắt thấy máy bay thả dù vũ khí xuống cho một nhóm tàn quân đang ẩn trốn trong rừng sâu. Tôi đã đoán không lầm, Hoàng Tiến Chủ chỉ liều trong những trường hợp như vậy. Nếu vậy chỉ cần một tiểu đoàn hỗn hợp giữa bộ đội và công an thị xã chúng tôi là đủ tiêu diệt còn bọn chúng. Chuyên án chúng tôi đang làm liên quan tới bọn tình báo quốc tế và các nhen nhóm phản cách mạng trong nước. Tai mắt bọn chúng không ít. Vì vậy, vụ này cần phải làm thật êm, tóm thật gọn. Cũng vì nhu cầu bí mật trong suốt thời gian điều tra và phá án, tôi mới trực tiếp lên đây mong được sự kết hợp của các đồng chí công an địa phương. Dù đây là địa bàn các đồng chí quản lý, nhưng chúng tôi xin được coi như một vụ việc nằm trong chuyên án mà chúng tôi đang thụ lý. Chúng tôi hiểu nhu cầu phá án của các đồng chí và sẵn sàng phối hợp. Xin cho biết cụ thể những điều các đồng chí cần. Trước hết, chúng tôi cần 3 trinh sát bắn súng giỏi và thảo đường rừng. Chúng tôi giao cho các đồng chí đại úy Hoàng Minh, xạ thủ số 1 của công an Đắk Lắk. Anh ấy sẽ chọn những tay súng khác trong đội cảnh sát đặc biệt. Nếu đại tá tính vào trong ấy thì không nên. Tôi xin phép thay đại tá thi hành nhiệm vụ này. Đúng, đúng rồi. Xin đại tá cứ ở lại đây cùng với thượng tá Bảo của chúng tôi đây, thành lập một ban chỉ huy chiến dịch. Đại tá vô trong đó nguy hiểm lắm. Tôi là người chỉ huy, là người cầm lái. Trước sóng gió không thể để mặc cho các thủy thủ. Hơn nữa, một cộng tác viên trực tiếp của tôi đang bị kẹt trong ấy. Ông cho tôi đang hoạt động tình báo, nghĩa là người ngồi trước mặt tôi phải làm sĩ quan có tầm cỡ. Chắc ông thừa biết, hiện nay kỹ thuật chụp ảnh đạt đến mức cao siêu. Người ta có thể tạo ra những bức ảnh ghép đẹp và rõ hơn nguyên bản của nó. Thôi được, cứ cho là những bức ảnh này chưa đủ bằng cớ. Nhưng bây giờ ông trả lời thế nào về cái chết của ca sĩ Liên Anh? Mà theo quá trình điều tra, chúng tôi đã xác định được thủ phạm không ai khác ngoài ông. Lại thêm một sự vu khống nữa.
Chắc ông không muốn chúng tôi lấy da mặt và râu của ông để xét nghiệm. So sánh với mảnh da và sợi râu chúng tôi tìm được trong tay Liên Anh khi khám nghiệm tử thi. Ông đừng quên là nếu các ông muốn kết tội tôi, các ông cũng không làm gì được tôi khi tôi đang ở trong đại sứ quán. Ông cũng đừng quên là hiện ông đang ngồi đây và sẽ không bao giờ ra khỏi căn phòng này trước khi chúng tôi công bố kết quả điều tra về cái chết của Liên Anh cho báo chí và các hãng thông tấn quốc tế, trong đó có cả chính phủ của ông. Nếu tôi không làm thì hình như ông muốn yêu cầu tôi làm một việc gì đó hơn là kết tội tôi trước công luận. Đúng vậy. Chúng tôi chỉ yêu cầu ông một việc nhỏ, và ông có thể lựa chọn giữa việc cho tay vào chiếc còng số 8 hoặc dùng tay ấy đánh một bức điện về trung tâm của ông, yêu cầu để Trương Hàn Yên ở lại hoạt động một thời gian nữa. À, thì ra vậy. Nhưng tôi không làm. Các ông cứ việc chuyển những bằng cớ mà các ông đã tìm thấy cho cơ quan giám định pháp y quốc tế, và hãy ráng ngồi chờ cho đến khi họ sang. Trong thời gian đó chưa có kết luận chính thức, các ông không có đủ bằng cớ để giữ tôi lại đây. Ông Robert thân mến, hình như ông quên là chính ông đã thú nhận tội giết người. Chính tôi? Ông hãy nghe đây. Vì vậy mà ông đã... Phải. Tôi cử Liên Anh vì muốn bảo toàn sự bí mật trọn vẹn cho cô. Nếu không hành động kịp thì Liên Anh đã bán cô cho công an rồi. Bắn đi. Tôi không biết bắn. Bắn đại đi.
Ai băng vết thương cho anh mà bớt dữ vậy? Xong rồi đó, anh thấy em băng có đẹp không? Đẹp lắm. Cảm ơn Quỳnh Anh. Bây giờ thì cháu về được rồi. Chú còn nhiều việc phải làm lắm. Anh đuổi em phải không? Đâu có. Nhưng chú nhiều việc lắm. Quỳnh Anh về đi, bữa khác lại chơi. Anh nhất định không muốn em ở lại chơi phải không? Muốn ghê lắm. Nhưng thật tình chú rất bận. Thôi được, em gọi nhờ điện thoại tí nha. Gọi đi. Alo, ba hả? Con Quỳnh Anh đây. Ba má không đi đâu à? Dạ. Ba muốn biết con đang ở đâu hả? Hiện con đang ở... Có đuổi em về nữa không? Phòng tắm ở đâu? Chi vậy? Em đi tắm đây. Trời, sao không về nhà tắm mà lại tắm ở đây? Em thích tắm ở đây, được không? Được. Gì vậy cháu? Cho em mượn cái áo pyjama của anh đi. Áo của anh rộng mặc thoải mái ghê á. Cháu tính ở đây tới chừng nào? Anh sợ em ở đây lắm hả? Đã vậy, em ở luôn đây cho đến khi nào anh hết sợ em mới về. Chú đâu có sợ gì đâu. Không sợ, thì làm gì anh phải né tránh? Né tránh gì đâu. Có làm gì đâu. Chú đồng chí Đỗ Sương. Có. Anh Sương, anh làm cái gì kia vậy? Anh chào ai vậy? Alo. Dạ, chính tôi, thưa đại tá. Dạ, tôi nghe rất rõ ạ.
Dạ, sức khỏe đã bình thường. Tôi sẽ tới ngay bây giờ. Chào đại tá. Thục Nhàn mặc cái áo này trông như một nàng tiên. Cô đi hát về khuya rất cần cái áo này. Vì vậy tôi nhờ người mang từ Hồng Kông qua đó. Thục Nhàn thích không? Ông chủ, ông làm gì vậy? Thục Nhàn, tôi rất thích cô. Tôi sẽ trả lương cô gấp 5 lần, 10 lần. Cô khỏi cần đi hát hàng đêm mà vẫn lãnh lương. Cô muốn gì cũng được hết. Tôi sẽ sắm nhà cho cô, mua xe cho cô. Tôi sẽ đưa cô đi Hồng Kông. Không, không, tôi không muốn gì hết. Ông chủ, ông chủ. Ai cho phép ông vô phòng tôi mà không gõ cửa hả? Mà ông vô đây làm gì? Dạ, ông chủ có dặn chừng nào đánh máy xong bức thư gửi đi Hồng Kông thì đem vô cho ông chủ ký ngay. Tôi gõ cửa 3 lần mà không thấy ông chủ trả lời nên mới vô coi thử ông chủ có bị lên máu ngất đi như lần trước không. Sao cô không nằm nghỉ cho khỏe, ngồi lên làm gì? Chính ông mới cần nghỉ cho khỏe. Đã mấy ngày đêm ông thức trắng để chăm sóc cho tôi. Ông tốt với tôi quá. Tôi vẫn rất ân hận trước kia không đủ sức bảo vệ cô. Đừng nói vậy, ông đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Chính tôi mới là người có lỗi với ông. Bây giờ tôi chỉ còn có một mình ông là người thân duy nhất. Thưa đại tá, cô ấy đã khỏe hẳn và có thể nay mai xuất viện được. Chào đại tá. Chào ông Hứa Sinh. Chào cô Thục Nhàn. Dạ. Hôm nay coi cô khỏe hẳn ra. Tôi có đến đây mấy lần, nhưng lúc đó cô đang trong tình trạng hôn mê. Chắc cô còn nhớ tôi. Đại tá, Tính Ba Nam đã bị bắt chưa? Chỉ một vài ngày nữa thôi, cô sẽ được toàn nguyện. Tôi chỉ xin đại tá một điều, là được tận mắt thấy Tính Ba Nam bị còng tay. Khi đi bắt Tính Ba Nam, đại tá có thể cho tôi và Thục Nhàn đi theo được không? Về nguyên tắc công việc thì không được, nhưng trong trường hợp cá biệt này, tôi đồng ý để cô tham gia. Các nhiên nhóm phản cách mạng đang tụ họp phía trong chú ý. Các nhiên nhóm phản cách mạng đang tụ họp phía trong chú ý. Toàn khu biệt thự đã bị bao vây. Các anh không còn đường nào thoát ngoài cách đầu hàng. Các nhiên nhóm phản cách mạng đang tụ họp phía trong nghe đây. Chúng tôi đã nắm rõ đường đi nước bước của tất cả các tổ chức phản cách mạng đang mở cuộc họp nhằm thống nhất các lực lượng để âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng. Chúng tôi biết rõ từng tên và địa chỉ của những người cầm đầu các tổ chức. Các anh đã bị bao vây. Cách mạng sẽ khoan hồng cho những ai sớm ra đầu hàng. Lưu ý Liêu Bang Minh, kẻ cầm đầu cuộc họp hôm nay nếu ngoan cố sẽ bị tiêu diệt như đại tá Long Đen và đồng bọn. Thiếu tá Lương Xuân Đồng đã ra đầu thú. Toàn bộ số vũ khí ở bản Khờ Nông đã bị chúng tôi tịch thu. Các anh không còn con đường nào khác ngoài việc đầu hàng vô điều kiện. Báo cáo thiếu tá, nếu bây giờ chúng ta dùng quả lực ồ ạt xông vào
sẽ rất nguy hiểm cho thiếu tá Kim Hoàng. Chắc thiếu tá Kim Hoàng đang kiềm chế bọn đầu sỏ trong đó. Có thể thiếu tá đang gặp nguy hiểm. Thiếu tá cho phép tôi đột nhập vô trong để thăm dò và hỗ trợ cho thiếu tá Kim Hoàng. Có thể giờ này dễ để bị bọn chúng phát hiện là phái viên giả. Đồng ý, cần lấy thêm một cảnh vệ và phải cẩn thận. Tôi sẽ cho quả lực sẵn sàng yểm trợ. Cho tôi.
Báo cáo thiếu tá, đã lục soát khắp nơi, cả bên trong lẫn ngoài biệt thự, nhưng vẫn không tìm thấy tính mã nào. Ông đã làm một việc dại dột. Nhà tôi không phải là nơi ẩn náu tốt. Tôi biết chứ. Ông bây giờ không phải là trung tá Đương ngày trước. Đi cải tạo về chưa chắc đã là yên đâu. Tôi không có ý định trốn ở nhà ông, mà chỉ cần ông giúp một việc. Tôi thì giúp ông được việc gì? Tôi cần chiếc MG của ông. Nó vẫn chạy tốt chứ? Vẫn tốt. Đưa chìa khóa xe đây. Nhưng trước hết tôi muốn uống một ly nước lạnh. Tôi khát khô cả cổ rồi. Để tôi đi lấy. Trung tá, ông không có ý định báo về cổng bắt tôi chứ? Không. Vậy là phải. Thời thế đã làm cho ông và tôi đứng về một phía. Phía bên kia là Việt Cộng. Tôi đi lấy nước được chứ? Ông đi đi. Báo cáo đại tá, tôi đã thông báo số xe, hiệu xe của Tín Mã Nam cho tất cả các trạm chốt, các đội SVC, các xe tuần tiểu. Nhà riêng của Tín Mã Nam và các nơi hắn thường lui tới đều được đặt dưới sự giám sát của trinh sát ta. Dạ. Dạ. Rõ. Thục Nhàn và ông Hứa Sinh vẫn ngồi ở phòng khách đợi. Dạ. Có lệnh của đại tá, tôi sẽ cho xe đưa đi ngay. Rõ. Rõ. Chào đại tá. Thiếu tá, con Đương gọi điện xin gặp đại tá gấp về việc Tính Mã Nam. Đâu, điện thoại còn hay cúp rồi. Dạ con. Chào ông Đương. Đại tá Trần Hiền đi vắng. Ông cứ nói với tôi cũng được. Tôi là thiếu tá Lê Phương đây. Biển số bao nhiêu? Tôi nhắc lại, xe MG màu tím mang biển số 51B4549, đúng không? Cảm ơn ông nhiều lắm. Chúng tôi cho người đến bảo vệ ông ngay. Mà nào, giơ tay lên. Anh đã bị bắt. Thôi mày, ngán thấy mồ, mặt mày còn giỡn. Không giỡn đâu. Tính mà nào, giơ tay lên. Anh đã bị bắt. Quay lưng lại và đi trở ra. Mày khùng rồi. Lui ra. Tao vào lấy số vàng của Lưu Văn Nguyên, rồi tao mày chuồn gấp. Đừng đóng trò với đàn anh nữa. Đứng lại. Nếu không tôi sẽ bắn.
Dạ báo cáo đại tá, tôi và đồng chí Phước rượt theo Tín Mã Nam đến đây thì hắn đã bỏ xe trốn mất. Trung úy Diễm đi trước dẫn đường, nhanh lên. Ba Nam, không ngờ rồi mày cũng có ngày này. Diễm, Diễm. Nỗi đau khổ của một con người và nỗi đau khổ của một đám đông, của cả một dân tộc, hoặc hơn thế nữa, của cả nhân loại, không thể đem so sánh với nhau, cũng không thể cộng những nỗi đau khổ với nhau rồi nói rằng tổng số của nó là một nỗi đau khổ lớn. Không, nỗi đau khổ của một con người thôi, chỉ một thôi, cũng đã lớn lắm rồi.